Chào quý bà con cùng các cháu. Chào cả nhà. Bữa nay chú Năm làm clip là cá lóc nướng chui. Nghe mấy cháu nói là sao chú Năm không làm cá lóc nướng chui. Chài thì chú Năm không bao giờ chài được cá lóc. Bởi vậy cho nên chú Năm mới kêu chú Năm mua được một con cá lóc về. Bữa nay chú Năm làm clip cá lóc nướng chui cho quý bà con và các cháu xem. Đây cá lóc đây. Rồi mời quý bà con và các cháu đồng hành cùng chú Năm đi nướng cá chua, nướng cá. Cầm cá chuối lên con cá lóc. Nước gì nó mới đều nè. Cá lóc hoài chú Năm chùm bây nhiêu nước con bò bây nhiêu cá lóc này nó hơi bự để nước gì cho chắc ăn cho chín. Chú Năm mà cho trái trời cho trái dòng cho bắt đói. Chú Năm hết lá chú băng tàn qua gốc bấy giá dừa phụ thêm. Năm sợ nó cháy lan. Chú trời phải tưới Năm sợ con cá lại. Cái chín đều con cá. Bên đây chín rồi. Còn bên đây mưa quá cải giặt hết trơn không được ngon. Nướng cháy dễ trơn mà, nướng cho chín thì chín mà, ngon quá trời. Bây giờ ông cạo ra đi. Cạo sạch cho. Bây giờ mình cạo cho sạch ba cái cho với ba cái khét này hết, tại vì quá này ngon và không còn gì bằng. Dàn cháy luôn. Này đúng là tới nướng chui luôn.
cá nướng xong rồi mà quên vụ rau rồi, giờ bà đây hái mới cách đi. Nha, tụi đây làm miếng mắm vô cái mình gói bún với cá ngon vô cùng luôn. Rồi để hai cách làm mắm. Quá chị ngon luôn nè. Bây giờ mình quậy cho nó tan đường luôn, trời cái nhà kế bên sửa nhà nó gùm ben chứ. Quậy cho nó tan đường nha. Mắm nó mới ngon. Rồi được rồi, giờ nó không được thì mình thêm. Giờ quậy cho tan lên chanh với đường với mắm liệu nhau. Kẹo ghê không? Ngon quá. Bây giờ cá lóc cũng đã nướng xong rồi, mời quý bà con cùng các cháu ăn cá lóc nướng chui với chú Năm. Bây giờ bà có biết cái không? Xẻ cá ra không? Điện nó lên, xẻ ra, điện lên, điện ra, cái hụi ra. Quá ngon hả bà? Ôi thịt không, gấp cải xà lát cho thơm. Mà cả nhà ăn cá lóc nướng chui với mình nha. Có cách nữa mình, có cách thơm lắm. Đủ hết cho nó thơm. Đủ rau nó ngon, đủ rừng mà rau tự nhiên mà. Lâu quá mình không có này bà. Thèm đúng rồi. Thèm lắm hả? Thèm mà chà không chín gì trên. Trời ơi, chà sao vô được. Rồi bà ăn thử cái này, rồi làm mắm ghi nhật gì, cá lóc nướng chua ngon không nghe. Kẹo ngon quá. Bằng con trái khiến chút chút mà sao nó làm những cay. Rồi mình chấm dùng miếng mắm này nha. Trời ơi ăn ngon gì đâu á. Ngon quá. Phát thơm thế anh. Cá này ăn cá nuôi bà ơi, mà mình nướng chui á, cái thịt nó thơm như cá đồng vậy. Ừ, thơm quá. Thơm không? Mình có bánh tráng này tuyệt sắc luôn, còn gì ăn hết. Có lá cách cái nó còn thơm sao đâu. Đây lá cách đây. Mưa chứ lắm, mưa là có hết à. Nó hết luôn á. Mưa là có hết à. Mưa là được có hết à. Tôm nha. Mình gấp rau thơm để lên. Cái mình gặp một lá cách nữa, bị có lá cách nó mới ngon. Mình gặp miếng cá này. Rồi, để miếng cá lên. Có xương không ơi? À, có xương không á?
không có. À. Không. Đây, đó, cá cá con để miếng bún lên nữa là xong. Ngon vị đâu, bữa nay ăn đỡ món ngon quá. Ăn lạ miệng nữa. Lạ miệng ngon quá ngon. Đó, bún để đầu vô. Bún dài ra như thùng bánh vậy đó, đó, nhắc đầu vô. Ngon không nè, thấy không? Thấy bún mà, không? Còn khô thấy không? Không nghe cái kiểu xương nha mà. Ngon quá. Mình trắng nó dai quá nè. Phải mình làm thời gian chứ làm nó món nó mắm này ngon quá, chấm cá lóc con chui nè, độc đáo quá, kẹo kẹo ngon quá. Đâu có gấp thịt cá rồi, đâu gấp thịt cá rồi để ngay đó, có nhà có cái xương không? Không có. Cuốn này ha. Không quá. Thầy cua. Cuốn khéo dữ vậy ta. Cuốn vậy nó ngon ăn nó mới hấp dẫn. Bữa nay ăn bạn lạ miệng ngon quá. Mùi lá cách, mùi rau thơm. Cá cộng lại ngon. Bây giờ tôi mới kêu bà đi hai lá cách, không có lá cách tôi cũng ngon. Lá cách ăn lên thuốc nữa, ngủ được nữa. Bữa nay mình đổ cái món mà cá lóc nước chui bà, ăn nó ngon gì đâu á. Ngon bây quá giờ, bây giờ tôi cũng no rồi, thôi bây giờ mình tạm ngừng video tại đây. Hẹn video sau mình sẽ làm hay hơn và hấp dẫn hơn cho quý bà con cùng các cháu xem. Chào.